Chị Quân, nè, chị tính làm gì vậy? Đừng mà. Tao đã cất công vụ mày ra đây, không có chuyện tao để cho người khác phá đám đâu. Chị nói cái gì vậy? Qua đây với tao. Nè, chị Quân, bỏ ra đi. Chị muốn đưa em đi đâu? Đi qua đây, em không đi. Đi rồi sẽ biết mà. Bỏ ra. Lên đi. Mày có đi hay không hả? Bỏ ra. Nè, nè, bỏ ra. Thôi đi. Nè, hai cô à. Bỏ ra. Thôi đi. Buông ra. Mày có đi ra ta. Đi, các người là ai hả? Các người muốn làm gì vậy? Người ở đây rồi, mà bắt nó đi đi. Đi đi, đừng mà. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Đừng có nói là chị. Xô bà té, chị để dụ em tới chỗ này thôi đó nha. Đúng vậy đó. Vì tụi mày là một lũ người tốt ngu ngốc, biết chưa? Muốn cưới chồng là xã hội đen chứ gì. Nè mày nhìn đi, bác Sida đã thu xếp hết cho mày rồi đó. Chúc mày được nhiều may mắn nha Miên. Chị Quan, bỏ ra. Mau đưa nó đi đi. Không, bỏ ra. Bỏ ra. Chị Quan, bỏ ra. Bỏ ra. Làm ơn cứu tôi. Bỏ ra. Bỏ ra. Lên xe. Cứu tôi với. Lên đi xe. Nè, sao anh lại bắt tôi theo chứ? Bỏ tay tôi ra. Tôi không thể cho cô đi. Bà Sida ra lệnh phải xử lý hết những người có liên quan. Nè, mau bỏ tay tôi ra. Mau thả tôi ra. Thả. Đi. Đi mau lên. Đi mau lên. Thả tôi ra. Tôi không theo đâu. Đi mau lên. Thả ra. Tôi không theo đâu mà. Thả tôi ra. Đúng kịp. Lên xe, vô trong đi. Lên xe, mau. Đi. Chị Quan. Lên đây. Có ai cứu tôi với? Cứu tôi với. Nè Min. Thôi mà quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc đang tạm khóa, xin để lại lời nhắn sau tiếng biết. Sila, đã gọi được cho Min chưa? Không có ai bắt máy hết. Không hiểu sao cô ấy lại khóa điện thoại. Chắc có chuyện gì không hay xảy ra với Min rồi. Cậu bình tĩnh đã. Tôi biết là cậu đang lo, nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng phải thật bình tĩnh. Tôi hiểu. Alo. Là tôi đây. Anh Sila à, đã xảy ra chuyện rồi. Mình bị người ta bắt đi rồi. Sida. Sila. Ngài bộ trưởng cứ yên tâm. Tôi biết lần này tôi nên làm gì mà. Tôi đã mất dì Mam rồi, bởi vậy tôi sẽ không để mất thêm Min nữa đâu. Tôi chỉ muốn nói với cậu một câu. Hãy thật cẩn thận. Bà Sida không dễ dàng để lộ tung tích của mình đâu. Nếu như ngài muốn bắt bà ta thì phải để tôi trở thành con mồi. Chỉ có như vậy bà Sida mới chịu xuất đầu lộ diện. Nhưng mà... Ngài bộ trưởng, coi như tôi cầu xin ngài đó.
Ngài chỉ cần đứng theo dõi tôi từ xa là được. Nếu như tôi cần thêm sự giúp đỡ, tôi sẽ lập tức ra hiệu thêm chi viện. Đồng ý. Cứ làm theo lời của cậu. Vậy tôi đi trước đây. Bác, cậu không cần tìm Minh nữa. Có người khác quan trọng hơn cần cậu tìm. Dạ được cậu Si. Quay đầu xe đi. Sida ơi, bác ơi, sao tự nhiên bác lại bắt con luôn vậy bác? Bác nói là bác muốn bắt con Minh thôi mà, con đã làm theo lời dặn của bác rồi đó. Bác bắt con về đây để làm cái gì? Bộ bác bị điên rồi sao? Bác ơi, nếu mà tôi không bắt luôn con, thì lúc đó tôi mới là điên đó. Làm gì có chuyện để kẻ biết được kế hoạch trốn thoát chứ? Bác ơi, không lẽ bác nghĩ con sẽ nói ra hết mọi chuyện với cảnh sát hay sao? Nếu như con muốn làm như vậy thì ngay từ đầu con đã không nhận lời giúp bác rồi. Bác Sida à, bác mau thả con ra đi có được không hả? Thả con ra nha bác. Cô nghĩ sao mà kêu tôi thả cô đi chứ? Ngay cả em gái của cô mà cô còn phản bội được thì huống chi là người ngoài như tôi. Cô nghĩ tôi còn nít mới đẻ chắc? Nhưng mà nó đâu phải là em ruột của con đâu bác. Nó chỉ là con của vợ bé thôi. Bác ơi, bác thả con ra đi bác. Đúng là từ trước tới nay tôi không ưa con Minh vì nó là con của vợ bé. Nhưng có một thứ tôi luôn thấy thích nó hơn cô. Đó là nó chính là người rất yêu gia đình. Nó muốn có một gia đình hạnh phúc giống như tôi đây. Tôi cũng muốn mình có một gia đình thật hoàn hảo. Tôi làm mọi cách nâng đỡ chồng tôi. Rồi thì sao? Tôi nhận lại được cái gì đây? Bọn họ đều lần lượt phản bội lại tôi. Bác ơi, không có, không có đâu mà bác. Con sẽ không làm những chuyện phản bội bác đâu mà. Bác tin con đi, bác thả con ra đi. Dạ bác. Bác hãy thả chị Quan ra đi bác Sida. Cô còn đã giúp nó làm gì? Phim được cô quên rồi sao? Tại phim TV. Chính con đó là người đã tìm cô cho tôi và khiến cho cô bị trói ở đây. Con biết chứ. Biết rồi sao còn muốn giúp nó? Là vì con lo cho ba mẹ của con. Nếu như bác thả chị Quan và để chị ấy quay trở về nhà thì ít nhất ba mẹ của con còn có người chăm sóc cho họ. Vậy còn ai sẽ lo cho tôi? Tôi không thể thả ai ra hết. Cho tới khi tôi du được thằng Thò tới đây, lúc đó ba người có thể chết cùng nhau và sống hạnh phúc như đó. Bác ơi, bác Sida ơi, bác không thể làm vậy với con được. Tại sao tôi không thể làm được? Trong chừng nói cho kỹ vô. Bác ơi, bác Sida, cử thêm mấy người ra canh cửa trước đi. Bác ơi, bác ơi, thả con ra đi mà. Bác ơi, sao lại như vậy? Bác ơi, bác mà thả con ra đi mà. Mấy thằng ngu, theo đi. Cái gì nữa đây? Mời anh bước xuống xe nói chuyện một chút. Thank you.
này tao sẽ không chịu thua bọn mày nữa đâu. Anh mau bước xuống xe đi anh nè. Ủa tụi mày tưởng bắt tao dễ lắm hả? Ê, đứng lại đó. Đi lên, lại đó. Nè. Khốn kiếp. Chết hết đi, chết hết đi. Khốn kiếp. Đuổi theo. Anh đi bên đó đi, tôi sẽ chặn bên này nha. Ê, nè, nè, khoan đã. Nè, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Ui, mình chết đi. Anh em, mau đứng lên, đứng lên đi, nhanh lên. Khốn kiếp. Không chơi hả? Tao chơi với mày nè. Min à, Min, Min, không sao không sao, chị bình tĩnh đi. Tụi bay tính trốn hả? Bỏ tôi ra, bỏ ra, bỏ tôi ra. Trốn nó lại đi. Bác ơi, bỏ ra. Bác ơi, tha cho con đi mà. Bỏ ra. Bác ơi, con xin bác, chỉ cần bác chịu thả con ra ngoài, bác
kêu con làm gì cũng được hết á. Trói thiệt chặt vô cho tao nghe rõ chưa? Buông ra, bỏ ra đi mà, bỏ ra. Thưa bà Sida, có điện thoại của cậu E. Alo, E, không phải mẹ nói với con rồi sao? Đừng dùng điện thoại gọi cho mẹ mà. Mẹ không muốn cảnh sát bắt được Tín Hiệu đâu. Là tôi đây, bà Sida. Là mày sao? Sao điện thoại của con tao lại ở trong tay mày? Anh Liệu Hồng suy nghĩ cho kỹ. Anh muốn đi với tôi khi vẫn còn thở, hay là anh muốn bị tôi bắn chết ở cái chỗ không ai hay biết này? Chủ nhân của điện thoại bà đang dùng như thế nào? Tôi sẽ làm lại với chủ của điện thoại này như vậy. Bà tự cho mình quyền lấy điện thoại của người thân tôi, thì tôi cũng có quyền lấy điện thoại của người thân bà. Tôi biết bà đang có ý định làm tổn thương trái tim tôi. Vậy bà nghĩ là tôi sẽ dễ dàng để cho phép trái tim của bà đánh lừa tôi rồi chạy thoát một cách dễ dàng sao? Mày đừng hòng có thể làm gì được tao. Mày có chết cũng không được tử tế đâu. Sao quyết? Mẹ, mẹ cứ xử con nhỏ đó đi mẹ. Mẹ đừng lo gì cho con hết. Mẹ không cứ. Bà không cần lo sợ. Chúng ta chơi lấy trái tim đổi trái tim, rồi cùng nhau làm cho ra lẽ mọi chuyện. Tôi hận bà vì bà đã giết mẹ của tôi, rồi giết dì của tôi. Còn bà, bà hận tôi vì cho rằng tôi hủy hoại cuộc đời bà. Nên đừng lôi thêm ai vào cuộc chơi này nữa. Hãy để chuyện ân oán kết thúc giữa tôi và bà. Nói thẳng ra đi, bây giờ mày muốn tao đem trái tim của mày để đổi lấy trái tim của tao ở đâu hả? Tôi sẽ cho người báo địa điểm với bà. Được. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bà đã tới chưa? Tôi mong là bà sẽ không để cho tôi và con trai của bà phải chờ đợi lâu. Tao đã tới chỗ hẹn. Phải thả con trai tao ra khỏi xe trước, để tao có thể tin tưởng là mày không giở trò với tao. Ra ngoài, nhanh lên.
Quỳ xuống. Quỳ xuống. Sao Quyết ở đây? Còn không mau thả cô Minh ra. Ở mà cậu sao Quyết ra cho tao coi trước đã. Tụi bay phải thả cô Minh ra trước. Ê. Thưa bà Sida, tôi không chắc có phải là cậu Sao Quyết hay không nữa. Bọn chúng không chịu mở mặt ra. Tụi nó không chịu mở mặt Sao Quyết ra sao? Dạ phải. Vậy cứ theo kế hoạch của tôi, lôi con nhỏ của anh ra khỏi xe, bắn nó cho thằng Thơ thấy là có một người nữa phải bỏ mạng chỉ vì sự cứng đầu của nó. Dạ biết thưa bà. Đi ra ngoài xe đi, mau lên đi, mau mau. Là cô Quán, hãy mau thả tôi ra đi, tôi không có liên quan gì tới chuyện này hết mà. Thả tôi ra đi, chết tôi xin các ông đó, mau thả tôi ra đi mà. Xin hãy thả tôi ra đi mà, đừng có giết tôi. Tôi có làm gì đâu chứ. Bỏ xuống xuống. Thả tôi ra đi. Mày không mở mặt ra thì tao bắn chết đó. Nó kìa. Coi chừng. Mày đứng lại chưa? Con kia, đứng lại. Chạy đây. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Đi. Tôi không muốn chết đâu, thả tôi đó ra. Đó đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Mày muốn chết hả? Đi. Con chân. Mày chưa. Cô đừng có chạy. Cô Quan. Cô Quan à. Cô Quan bình tĩnh đi. Cô Quan. Anh là người của thằng Thơ. Nó kêu anh tới đây để giết tôi, có đúng không? Không phải đâu cô Quan à. Nghe tôi nói. Cô Quan, bình tĩnh nghe tôi nói đi. Cậu Si không có ra lệnh cho tôi giết cô. Cậu ấy ra lệnh cho tôi phải cứu cô cho bằng được. Tôi không tin anh đâu. Anh đang nói dối. Khoan, khoan đã cô Quan. Tôi nói thiệt mà sao cô lại không tin chứ. Cậu Sila biết là bà Sida sẽ đem cô ra thế chỗ cho Min, nên mới lệnh cho tôi đưa Sa Quyết giả tới là để giải cứu cho cô đó. Không phải vậy, tôi không tin đâu. Thằng Thọ nó rất hận tôi, bởi vì tôi đã dụ con Min đến đây, nên nó ra lệnh cho anh đến đây để bắt cóc tôi, rồi cưỡng hiếp tôi để trả thù chứ gì. Có đúng không? Anh đừng có lừa tôi. Cô nghe tôi nói đi. Cô đừng có nghĩ người nào cũng xấu xa như cô chứ. Để tôi nói cho cô biết nè. Cậu Si muốn hại cô cũng không cần phải giết cô đâu. Bởi vì cô có làm gì với cô Min, cậu ấy cũng sẽ không xử lý, mà sẽ giao hết cho pháp luật. Nếu như là thời gian trước đây, cậu Si không để cho pháp luật xử lý cô đâu. Nhưng sau khi cậu Si gặp được cô Min, cô Min đã thuyết phục cậu Si thay đổi quan điểm của mình. Tôi nghĩ cô nên cảm ơn cô em gái mà cô hằng căm ghét đi cô Quanh. Chúng ta đi được chưa cô Quanh? Cô đứng dậy đi. Từ từ nha.
Đi thôi. Cô đi cẩn thận đó. Đã cứu được Oan rồi đúng không? Tốt, cảm ơn cậu nhiều lắm. Còn lại để tôi tự xử lý. Thành thật chia buồn với mày vì không cứu được con vợ mày nha. Tao nói rồi mà, đứa con quan như mày không làm gì được mẹ tao đâu. Mày tưởng là mày thông minh lắm hả? Mẹ tao thông minh hơn mày tưởng rất nhiều. Nếu như mẹ tao mà biết được mày yêu vợ mày say đắm tới như vậy, thì bây giờ mẹ tao đã cho đám đàn em đánh đập rồi hãm hiếp vợ mày cho tới chán luôn rồi. Nè. Kiếp này mày với con Minh đừng hòng được sống chung với nhau, nghe rõ chưa? Mày cắm miệng chưa? Mày vô uống thuốc hả thằng điên? Mày giết tao đi. Mày cắm miệng. Đủ rồi. Đóng cửa lại. Khóa cẩn thận, đừng để nó thoát. Con Minh nó khóc sao? Nó khóc hả? Chắc bây giờ nó đang khóc thét lên đó hả? Mày có nghe tao nói gì không vậy? Lái xe đi. Dạ. Cả đời này mày cũng không làm gì được tao đâu. Đừng có mơ nữa. Lái nhanh lên đi. Dạ. Mày định sẽ làm gì tao đi? Cứ quẹo phải, thấy gì cản đường thì vượt qua. Dạ cậu Si. Mày nói cái gì? Dừng xe lại, dừng xe lại. Đừng nói là chiếc xe vừa đâm vào là xe của thằng Tho nha. Làm sao nó biết được là mình đang ở đây chứ? Min, em phải luôn luôn đeo cái đồng hồ này. Anh đã lắp định vị GPS vào rồi. Nếu có chuyện không hay xảy ra với em thì cho dù em có ở đâu, anh cũng có thể tìm được. Nè, thấy sao hả? Hồi nãy mày nói gì? Nói lại tao nghe coi. Mày là thằng khốn. Để tao nói cho mày biết, người ngu chính là người bất cẩn. Nhưng nhờ mẹ của mày là người đã dạy cho tao rằng tao không nên bất cẩn. Mở cửa ra. Bước ra đi bà Sida. Trò chơi kết thúc rồi. Kêu chủ mày bước ra đây. Lôi cổ con nhỏ này xuống cho tao. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đây gọi là ăn may hay gọi là phép mạo trong tình yêu? Sao mày tìm được tao trong khu rừng này? Mau thả cô ấy ra. Chúng ta đã mất mát quá nhiều. Hãy để mọi chuyện kết thúc đi. Nói thì dễ dàng quá. Mày nói y hệt ba của mày vậy.
ông ấy đã từng đến nói với tao là tôi xin lỗi, tôi yêu cô ấy rồi, tôi có con với cô ấy rồi. Chúng ta ly hôn đi, mỗi lỗi làm tôi nhận hết. Muốn ly hôn hả? Ly hôn làm cái gì? Để ba mày có thể nâng niu mẹ của mày rồi đưa con điếm đến lên làm vợ lớn. Còn tao thì sao? Tự nhiên tao lại trở thành gái già bị chồng bỏ. Mày nói chuyện tào lao y hệt ba của mày. Chính vì ba mày và mẹ con mày mà cuộc đời tao trở nên tan nát. Tao không cho phép chuyện đó. Cho nên bà đã giết mẹ tôi. Không sai. Nếu ngày xưa tao không giết mẹ mày thì bây giờ tao không đứng ở đây. Ba của mày vừa yêu vừa si mê nó. Nó chết rồi, ổng còn đem mày về cho tao nuôi nữa. Tao còn con trai của tao mà. Có ai hiểu cảm giác của tao hay không? Các người không thấy có lỗi chút nào với tao sao? Còn dám báo cảnh sát bắn tao nữa. Ông ta chỉ muốn bảo vệ mẹ con của mày. Tất cả mọi chuyện tao đã làm ra cũng là do mẹ con mày và ba mày đã nhẫn tâm dây vào trái tim tao với con tao. Đúng là mẹ tôi đã sai thật, nhưng bà cũng không có quyền giết mẹ tôi. Mẹ mày và dì của mày đã ra đi thanh thản. Chết có nghĩa là mọi thứ kết thúc. Còn như tao đây nè, tao sống mà không bằng chết. Ba mày và mày đã biến tao từ người bình thường trở thành một người chỉ có hơi thở, nhưng đã không có trái tim nữa. Và hôm nay tao sẽ khiến cho mày trở thành một người không có trái tim giống như tao vậy. Mẹ, nó mê con Minh lắm đó mẹ. Mẹ bắn bể đầu con nhỏ đó cho con coi đi. Cầm miệng lại. Bắn liền đi mẹ. Làm thử coi. Bây giờ tôi vẫn còn lý trí nên không làm gì con bà hết. Nhưng chỉ cần bà làm gì Minh, tôi sẽ không cần phải lý trí về ai nữa. Bà có muốn thử không? Mày tưởng tao sợ mày chắc? Có ngon thì mày cứ làm đi. Anh Thu! Thả mình ra. Thả thằng E ra. Thả vợ tôi mau. Thả con tao ra trước. Tôi nói là thả vợ tôi ra trước. Thả con tao ra. Thả nó ra. Tới bà. Khốn kiếp! Anh Thơ! Cẩn thận! Mẹ! Tránh ra cho mẹ!
đi. Ê, bọn mày tránh ra. Mày bắn chết nó đi mẹ. Dạ thưa ngài bộ trưởng, gọi thêm chi viện đến để giúp được không? Em đau lắm không hả? Em không sao hết. Anh Thơ. Đi thôi anh. Nghe anh nói nè, em mau chạy ra khỏi nơi nguy hiểm này. Ông Pira đang chờ em ngoài kia. Anh cũng sẽ tìm cách thoát ra đó. Em nhớ chưa? Em cầm theo cái này. Mày đâu rồi Thơ? Ha ha ha.
Minh hả? Ông Pira, cẩn thận đó, con bị thương rồi. Đưa cô ấy đi băng bó với thương nhẹ lên. Tôi không sao hết, tôi có thể chịu đựng được. Xin ông hãy vào trong đó để cứu anh Tho liền đi. Mọi người hành động. Dạ. 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 Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Nghe máy đi mà bắt. Sao vậy không biết nữa. Cô Mê, cô đã liên lạc được với anh bác chưa vậy? Bác vẫn không chịu nghe điện thoại đi nè. Trời ơi, cô Well thì đang nằm trong ICU, anh bác thì lại không liên lạc được. Cứ như vậy thì anh Si và cô Mê biết phải làm sao đây? Tôi cũng không biết làm sao đây. Mày đã cướp công ty và cả nhà tao. Hôm nay cũng chính vì mày mà con tao phải bỏ mạng. Mày hủy hoại cuộc đời tao. Mày hủy hoại trái tim của tao. Vậy những lúc bà hại người, bà có nghĩ là họ cũng đau giống như bà không? Đừng đem con của bà ra để làm cái cớ giết người. Loài chó cũng biết thương con đó, nhưng chúng nó chưa từng giết ai hết. Đừng đem những chuyện đạo đức ra để nói với tao. Thứ đạo đức giá với mày, tao không thể để sống tiếp trên đời được. Mày chết đi. Tao tưởng mày phải bắn chuẩn hơn tao chứ. Đồ ré tì. Mày chỉ là con nít ranh. Mày tưởng mày có thể giết được tao sao? Dù mày có chết rồi xuống địa ngục để hội ngộ với mẹ mày và dì mày giữa đó, hay đầu thai 10 kiếp nữa, thì mày cũng không thể nào thắng được tao.
Tôi cố tình không bắn trúng bà là bởi vì tôi không có ý định giết chết bà. Vậy mày muốn gì? Chẳng phải mày rất muốn giết tao sao? Mày giết tao đi, chết thì giết tao đi. Mày cho bà là lý trí của tôi vẫn còn vững. Dù tôi có giết chết bà đi nữa thì mẹ và dì tôi cũng không thể sống lại. Nếu tôi vẫn cứ đắm chìm trong hận thù như vậy thì cuối cùng tôi cũng sẽ thành người xấu xa như bà. Mày làm vậy là ý gì? Mau cầm súng lên đối đầu với tao đi thằng con quan. Cầm súng lên đối với tao đi. Tôi đã bày ra tất cả mọi thứ chỉ để được nhìn thấy bà và con trai bà bị hành hạ, cũng giống như bà hành hạ người khác. Tôi muốn bà chịu cảnh mất mát. Và bây giờ bà đã nếm mùi đó rồi. Trò chơi của tôi cũng đã xong. Trò chơi của mày đã xong, nhưng tao thì chưa xong. Tôi bắt đầu cầm súng từ năm 16 tuổi. Bà nghĩ tôi không biết là khẩu súng mà bà đang cầm là đời nào, có bao nhiêu viên đạn. Bà đã dùng hết bao nhiêu viên à? Bà thua tôi rồi, bà Sida. Đã đến lúc bà phải vào tù để đền tội của bà. Sida, bỏ súng xuống. Bà đã bị bắt. Bà ta đã không còn vũ khí trong tay. Ông hãy đến bắt bà ta đi. Vào đi. Min. Mày phân tích về súng đạn rất giỏi, nhưng mày còn ngu hơn tao nhiều lắm. Anh Thơ, coi chừng. Nhìn lên, bắt bà ta lại. Như vậy mới đáng đời mày nữa Thơ. Tất cả những người mày yêu thương đều phải chết. Nếu mày không cố trả thù để cho mọi người biết mày là thằng Thơ thì Di của mày đã không chết. Ba mày đã không phải đau đớn khi chết vì mày. Tất cả mọi người đều phải bỏ mặc một cách đau đớn vì một kẻ lúc nào cũng chỉ biết hận thù như mày. Đừng. Hãy nhớ lời tao nói. Nếu như còn Minh chết đi thì cũng là vì mày. Anh Thơ, mày chính là nguyên nhân. Đừng. Anh Thơ. Gì à? Mau đưa Minh ra khỏi đây đi. Nhanh lên. Minh. Dẹp bà ta đi. Không được. Nấp mau. Thank you.
tất cả hãy chia lực lượng bắt cho được bà ta. Dạ. Dạ. Nhanh lên thôi. Nhanh lên. Thấy không? Chỉ là hai hướng đi. Bỏ lưng. Các cậu của hướng này chỉ nhau ra. Bỏ lưng. Dạ dạ được dạ được. Con. Em có đau lắm không? Em còn chịu đựng được. Anh đừng lưu tâm những gì bác sĩ đã nói lúc nãy. Em ráng chịu đựng nha. Anh không phải người hại chết em đâu. Min à, em đừng bỏ anh mà. Em nhất định không được bỏ anh. Có ai không vậy? Làm ơn cứu với. Giờ tôi vừa bị bắn. Min, cố lên Min. Chuẩn bị nâng lên. Ê, cậu lên đi. Dạ. Mi. Mi. Em đừng sợ nha. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Em phải ráng lên nha. Em không được bỏ anh lại nữa. Một chút nữa thôi là tới bệnh viện rồi. Ráng lên nha. Anh xin lỗi. Em phải cố lên nha. Min. Min à. Min. 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 Bác sĩ ơi, vợ của tôi làm sao vậy? Hiện tại bệnh nhân đang thở rất yếu, cho bệnh nhân thở oxy liền đi. Min. Dạ. Min. Min. Min, cố lên Min. Anh ở đây nè em. Anh nắm tay em nè. Đừng bỏ anh lại nha. Min ơi, đừng ngủ mà em. Mở mắt ra, nhìn anh đi. Min ơi, tỉnh lại đi em. Min. Min. Tài xế ơi, làm ơn tăng tốc lên được không vậy? Min, bác sĩ ơi, làm ơn cứu vợ tôi. Min. Min. Sao rồi? Mày đâu có không? Anh, qua bên này. Còn anh bên kia, họ lên. Nè, qua đó. Vậy đi. Bây giờ chúng ta chia nhau thành nhiều hướng. Các cậu đi bên này. Mau lên. Dạ. Dạ. Dạ được.
Tôi tìm thấy dấu vết của bà Sida rồi thưa sếp. Ở đâu? Đây là vết máu của bà ta nè. Mau đuổi theo. Dạ sếp. Dạ sếp. Dạ. Anh nhau nhau em nghe em xin lỗi mới nó đi thả nước cứu thân xong tới diện dạ. Là bà ta băng qua bên kia rồi. Đi. Dạ. Dạ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Sống làm sao? Mẹ sống tiếp để làm gì? Mẹ còn sống tiếp làm gì? Thằng Thọ, thằng Thọ. Tao phải cố vượt qua. Mày vẫn chưa chết thì tao không thể chết.
Phải nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Min. Min. Min, em nghe anh nói không vậy? Em đừng bỏ anh lại nha. Min ơi, tới bệnh viện rồi, em nhất định sẽ khỏe lại. Min. Min. Đẩy nhanh hơn đi. Min. Min, nhanh lên. Min, trả lời anh đi Min. Xin lỗi anh, anh làm ơn ra ngoài đi. Cô y tá ơi, đó là vợ tôi mà. Anh không được vợ trong đâu. Anh làm ơn ra ngoài để chúng tôi làm việc. Anh ra ngoài giùm tôi đi anh ơi. Làm ơn ra ngoài đi. Anh ơi, ra ngoài giùm cho. Anh bình tĩnh đi. Anh ngồi xuống để tôi khám vết thương cho anh nha. Anh à. Nè, vết thương của anh cần phải được băng bó. Tôi không cần mà. Như vậy anh sẽ bị mất máu. Tôi muốn được ở bên cạnh vợ tôi. Sao cứ ngăn cản tôi hoài vậy? Nè, anh ơi, bình tĩnh đi anh. Anh à, anh bình tĩnh đi mà. Trời ơi, kéo anh ra đi. Được. Anh lo cho anh đi đã. Bình tĩnh đi, anh đi băng bó vết thương trước rồi quay lại sao? Bỏ ra. Tôi nói rồi mà, tôi không có sao hết. Nhưng mà còn vết thương. Cô muốn chữa vết thương lắm hả? Vậy cô chữa ở đây luôn đi. Tôi nói rồi, tôi không đi đâu hết. Đã nói là anh không được vào rồi mà, anh ơi. Chữa ở đây cũng được. Bình tĩnh đi anh, bình tĩnh. Lấy bao tay cho tôi, anh ngồi đây đi. Bình tĩnh. Anh ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đi. Anh ngồi xuống đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ngồi xuống đi. Cẩn thận, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi anh. Giữ tay đưa bao tay đây. Chuẩn bị đầy đủ hết đi. Dạ. À, chuyển qua đây nè. Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân đang xuống thấp. Mạch của bệnh nhân ngừng đập rồi, mau hồi sức tim phổi. Min. Ơi, anh ơi. Anh đừng cử động nữa. Xuống đã. Chúng tôi vẫn chưa băng bó ngồi mà. Đi anh. Nè, anh ơi, anh ơi. Ngồi xuống đi. Nếu vào trong thì cô ta sẽ nguy kịch hơn đó. Bây giờ cô ấy đang rất nguy kịch. Anh hợp tác với chúng tôi đi. Dạ, ngồi xuống đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Vẫn không có mạch thưa bác sĩ. Sốc điện liều 200 joule. Đã sẵn sàng. Min, em đừng bỏ anh lại nha.